cái bên cái nửa dòng trái đất TV không? Ồ, nói chuyện Chuyện về cái vụ ông VinFast á, cái ông VinFast có bán một cái ông cổ rất là phiếu cái buồn, này có một cái ông rất là buồn cười, hầu như là vấn đề mà kinh tế tài chính thì không biết một cứ một cái gì cả, và trong đó nó có mang một cái màu sắc hận thù về, vậy về Việt đó Nam anh đấy. Thì vì cái chỗ đó thành ra ông phát ngôn nhiều cái mình buồn cười quá, thế và đúng rồi thì ở dưới mấy đứa nhỏ nó còn mang nó chửi quá trời quá đất luôn, tại ông này nói cho một cùng là ông con này không biết con mẹ gì về kinh tế cả, nó hẳn là vậy. Thì mình không phải là mình mượn những đàn này mình lên án không phải cái gì đó, nhưng mà thực sự là các người ở các con các cháu ở Việt Nam mới thấy rõ bộ mặt ở nước Mỹ này, có những người mang mác mang danh này các cái nào là kinh tế gia rồi tiến sĩ này kia, mình tưởng họ giỏi hoặc là họ hiểu về vấn đề an từng về về tài chính hay là kinh tế, rốt cuộc khi nói chuyện họ mẹ hầu như không biết gì, chỉ có một cái thằng rất ư dễ thương mà thằng đó tên Tuấn, tôi biết nó rất là lâu, tôi biết nó rất là lâu rồi, ngày xưa nó là sứ ngôn viên của một cái đài gì ta, cái đài gì hồi nó mới qua Mỹ mấy năm thì nó làm đủ trò truyền nghề hết, nó giống nghề, nhưng mà nó làm sứ ngôn viên thì cái thời đó nó rất là giỏi anh, nó rất là giỏi về hoạt bát, rất là giỏi, nó rất là dễ thương, rất là hay với anh chàng ta bạn mình đủ mà là Quý Phong, là Quý Phong ngồi Quý Phong mà nghe anh cha kia nói ngồi cái liếc lắc đầu riết mà cho không biết nói gì cả, bởi vì nói ngu quá trời đất luôn, khổ gì đâu không biết một cái gì cả. Không không anh, chẳng hạn như mà chẳng cái tâm tình của mình nếu mà mình quý mến Việt Nam à, thì khi mà mình có dốt đi nữa đó thì mình nói cái câu nói mình nghe nó cũng thâm lọt lỗ tai anh, Đúng còn rồi. là khi mà với tôi ấy, thì nó lọt lỗ tai, còn khi mà cái tâm tâm tình của mình cái tâm cái bụng dạ của mình nó mình đã mỗi lần mình nói về Việt Nam là mình phải gièm xiểm họ, gièm xiếm Việt Nam rồi thì khi mình nói ra thì nó thể hiện ra ngay, Đúng rồi. nó thể hiện ra ngay bằng cái lời nói và bằng cái cử chỉ của mình. Thì cái anh mà ngày hôm qua thì tôi không có nghe, mà tôi chỉ đọc cái tôi thứ nhất là tôi chỉ ngồi tôi đọc thôi, thì tôi thấy thì mình hiểu được đó. Cái anh nó có vẻ là anh không có muốn mỗi lần anh nói Việt Nam bao giờ anh phải gièm xiếm. Đúng rồi đó, Dèm xiểm khinh bỉ một câu nó có là vẻ đại cực khái mà cực cực đoan á, đúng thì rồi á, là anh không chàng Phong mình thời đang nói thì ông ngồi này ông cứ ngồi cười mỉa mai, ông nói cười đúng khinh khỉ rồi kia, rồi chứng tỏ anh khinh không quan anh không quan khinh bỉ anh không quan tâm vấn đề tài chính con mẹ đúng gì, rồi anh chỉ có đúng chủ yếu là anh chỉ chửi Việt Nam bằng đúng đúng những cái nụ rồi cười khi dễ thôi, đúng thì rồi rồi đúng trong khi đó nó vậy đó, thành ra mấy đám nhỏ dưới nó còn mang nó chửi quá trời quá đất, bởi đúng thầy tôi thấy tôi nản quá, tôi nói rồi mà thầy khổ ghê. Đó là một số người mà nó còn một cái đầu óc mà mình phải nói là coi như là mình không biết dùng cái từ gì ta, cực đoan mà đối với Việt Nam mà họ không hiểu Việt Nam này, chứ họ không biết gì về Việt Nam cả đó, thì tôi cũng rất là nhiều lần tôi mới nói khi nói tới Việt Nam thì họ cứ nghĩ là Việt Nam là chắc là lẽ là mang ri mọi rợ hoặc rừng rú không biết gì hết, nói chung vậy đó, khổ vậy, có những cái rất là buồn cười. Tại làm sao đi qua bên đây là bán cổ phiếu mà tại sao không để đó cho Việt Nam ta xài này kia đủ quá, nói một cách ngớ ngẩn mà hầu như là mình nghĩ không có ai mà nói chuyện gì trả gì được, thấy nó buồn cười, thấy không, giờ họ không hiểu kinh tế và hầu như thế nào hết trơn không biết gì hết, đúng không? thì đến đây nè, tôi chỉ biết là cái hôm cái anh chàng đó thôi, Chắc thử gọi anh Phong cho coi. không thích Việt Nam, Đúng mà rồi. thế này nữa là tôi nghĩ là căn bản đó là thực thực sự ra nó là mình người Việt Nam mình ở đến Mỹ này là từ năm 1975 tới giờ, nhưng mà và có rất nhiều người lớn lên ở trong cái dưới cái lá cờ vàng, có những người mà họ lớn lên lên ở trong cái nền văn hóa mình kêu là cái nền văn hóa cờ vàng đấy, thì tôi nói nghe là có một điều mà rất là rõ ràng thế này anh nè, mỗi lần mà khi mà anh nắm lấy cái lá cờ vàng đó thì mỗi lần anh nói về Việt Nam anh thế nào anh nói một câu đàng hoàng được, tại vì mỗi lần anh nhìn thấy cái lá cờ vàng ba sắc đỏ đó mà anh nói về chuyện Việt Nam đó, thì anh lại nghĩ đến chiến tranh, anh nghĩ chia rẽ là anh nghĩ tới hận thù, anh nghĩ là lường gạt, anh nghĩ phản bội thôi, thì anh làm sao ông nói một câu đàng hoàng được, tại vì ông lớn, tại vì cái lá cờ đó nó chỉ có biểu hiệu, trong biểu hiệu nó là một cái biểu hiệu như vậy thôi, bây giờ cho dù đi nữa đến năm 1975 nó không còn nữa, nhưng mà ông đã sống ở dưới cái lá cờ đó thì ông chỉ nghĩ về, thì ông chỉ nghĩ đến sự hận thù thôi, chứ giờ ông nghĩ đến cái chuyện gì nữa. Theo tôi nghĩ thì như nó cũng không phải đâu anh, có nghĩa là chẳng hạn như tôi với anh
cũng sống với cái mình đó vậy. Nhưng mà mình không có thờ phượng nó anh, mình hiểu cái đó là cái chuyện đó là cái chuyện nó quá khứ rồi. Còn có những người anh nói là như hôm ngày hôm qua hôm kia thì anh nói cái chuyện là có những ông con trẻ lớn lên nó làm ông lớn lên trong cái ông xưng cũng là hậu duệ cờ vàng. Mỗi nếu mà ông đã xưng như vậy đó tức là ông chỉ mà mỗi lần mà ông nắm lấy cái lá cờ đó thì ông chỉ nói về Việt Nam lúc bây giờ thì ông chỉ nghĩ là chiến tranh. Ông nghĩ cái sự đau khổ, ông nghĩ cái sự nhục nhã thua trận tôi chứ giờ ông nghĩ là cái gì giờ? Khổ vậy đó, bởi tôi nói thật là coi như là mới về hôm trước tôi có nói với ông, mấy cái ông ở đó thì các bác hầu như là cái sự mà cho Việt Nam mà đóng khung lại ngay chỗ 1975 là cái gì tồi tệ nhất là cũng là cái gì mà tồi tệ nhất là Việt Nam. Cái gì xấu xa nhất là Việt Nam, họ không đúng biết bất cứ một cái gì về Việt Nam cả, và cũng không, nói bây giờ nói một cách là họ cũng không cần phải biết, không cần biết. Bây giờ thí dụ như anh tới anh nói ừ Việt Nam bây giờ nó ngon lắm kia, ôi ổng làm cái ôi đồ đúng thứ này, có nghĩa là họ bài không bác rồi chứ họ không nghe, mà chỉ họ chỉ chỉ đóng khung là bắt đầu cái ngày bỏ nước ra đi thế thôi, vậy thôi mà khổ. Đó là một cái điều mà tôi thấy mình cái chuyện đó là mình thấy từ lâu rồi đây. Tại vì mình ở dưới chỗ Anh ấy, người nhập cư thì nó ít, nhưng mà dưới này á mình cái thành phố của mình là người nhập cư ở nhiều thế giới, ở nhiều các thành phần ở trên thế giới đến rất là nhiều. Đủ loại người cả. Mà mình thì được dịp may mình làm việc xã hội thì đó mình được tiếp xúc với rất nhiều người. Nhiều loại sắc dân. Vì lại nó có một cái này nữa, có một cái này hầu như nó cũng là một cái chính á, có nghĩa là những người Việt qua bên này rồi á, họ cứ ảo tưởng là họ là người Mỹ chính gốc. Nó ác cái chỗ đó. Anh hiểu tôi nói không? Có nghĩa là họ cứ tự cho mình là người Mỹ. Da vàng, mắt xanh, mũi lõ, tóc màu vàng, đại bạch kim đại khái vậy đó. Họ cứ cho họ là người Mỹ, họ lầm tưởng người họ là người Mỹ. Ngày có một cái like tôi nói bây giờ anh đi nhuộm tóc rồi anh lột da thay máu đi đủ mà anh cũng là da vàng mũi tẹt thôi, nó không kỳ thị anh như thường thôi chứ đâu vậy, nó rõ ràng vậy. Mà cái nhiều người Mỹ hầu như là ta nghĩ mình là người Mỹ chứ không, họ đứng trên cái cương vị là họ là người Mỹ, anh thấy không, nó kỳ cục chứ đó. Kỳ đó là một cái điều mà rất là không may đấy, là đúng là rồi vì thế này đấy nè. Mình á, những người qua sau này đã bao giờ bắt trước mấy ông trước á, tức là được bơm vào mặc áo quân đội vào, mặc quần áo thật đẹp vào, rồi nghĩ là mình khi mặc quần áo bộ quần áo đó anh thì mình nghĩ là ngày xưa mình đi đánh nhau mình có súng có đạn anh, mấy ông quân Việt khi mà đã mặc bộ của áo lính rồi đó mình nghĩ mình rất có nhiều quyền. Trời ơi anh biết không, ngày xưa lính tráng ở Việt Nam mà quyền hạnh có rất là nhiều. Lính về đến đời của tôi là năm 1972 là lính về làng như thần hoàng về miễu, họ có rất là nhiều quyền sinh sát trong tay của họ, họ đi hành quân là dân chúng mạng sinh mạng dân chúng là họ quay là không có rác cái gì cả, tại vì chiến tranh mà anh, thành thử rồi vẫn mà bây giờ là mỗi lần quần tụ lại dưới cái lá cờ vàng mặc bộ quần áo lính nó vào là coi như mình là chúa đảng, mình coi không có thằng nào đáng gì. Bởi vậy đó là mình mới khai chiến ở đây, là anh em mình là khai chiến với tất cả mọi người, đòi lật đổ chính phủ nhà nước Việt Nam. Anh biết là nếu mà mình lật đổ một chính phủ là mình phải có nghĩ là con người mình phải rất là mạnh mình mới dám làm cái điều đó, chứ còn nếu mà mình nghĩ là mình không có quyền mình không dám làm đâu. Tại vì thằng mình hiểu là ở đây là thằng mình có làm một chuyện gì thằng cảnh sát còn nó nhìn mình nó trợn mắt lên là mình sợ té đáy ra quần. Mà mình nhưng mà khi mình nói Việt Nam là bao giờ cũng gọi là đổ nó buồn cười cho nó đó. Đó, cho nó khổ vậy. Cái sự hoang tưởng của những các ông các bà cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa nó đến một mức độ không tưởng đến mức độ như vậy. Rồi những cái sự không tưởng ấy nó truyền lại dần dần cho những cái thế hệ thứ nhì thế hệ thứ ba. Tại vì vậy mà mới có những ông trẻ con trong bộ là cháu là tôi là hậu duệ cờ vàng, ông nói là ông chỉ biết như vậy thôi, là ông biết là ông, khi mà ông nói là ông là hậu duệ cờ vàng là ông nghĩ ông là một người rất là to như là bố ông, là chú bác của ông bà của ông. Đấy là một điều rất là tội nghiệp cho cái dân Việt tội Nam nghiệp, mình tội nghiệp cho các thế hệ trẻ này, nó mang trên đầu của nó một cái sự nó để đầu óc nó ở trong một khoảng thời gian rất là u mê đen tối, mà cái chuyện đó là mình phải chịu đó, mình không có sửa được đâu, tại cái chuyện đó xã hội mà anh, cái chuyện đó chuyện giáo dục ở trong gia đình trong xã hội.
xã hội nó không dạy như vậy, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện nó giáo dục ở trong gia đình của ông bà lại, các ông các bà còn mang con cháu qua đây rồi truyền lại cho nó những cái tư tưởng rất là trẻ con, những cái tư tưởng mà rất là hoang tưởng để cho nó sống như vậy, tạo ra một cái thế hệ. Tôi thấy là đấy là Cali này đâu xa, đang cô nghị viên thành phố, anh biết là cái nghị viên thành phố mà họ chỉ lo kiếm tiền để đi mà trải đường chỗ nào cống nghẹt thì họ thông, chứ còn họ cũng có làm được cái gì đâu. Nhưng mà mỗi lần mà tụ họp lại mấy ông bà Việt Nam lại là đòi phải chống lại chế độ độc tài Việt Nam, chuyện đấy trước mắt không có dám làm gì cả, chỉ cứ lo cái chuyện ở Việt Nam, nó quen rồi như vậy rồi. Quen rồi, không nói được. Đây là cái chuyện ngay trước mắt là bây giờ này. Tức là cứ mỗi lần mà chỉ có cái chuyện mà nói trở lại nó chuyện kỳ thị người châu Á. Anh em mình mỗi lần mà ngay đây mỗi lần mà họp lại nói chuyện kỳ thị cũng có lá cờ vàng mang ra, không có cái gì cả. Còn cái ông kia cũng vậy, hai thằng nói chuyện cứ mình nhìn nó mình thấy nó vô vọng quá. Mình nhìn cái sinh hoạt chính trị xã hội của người Việt Kiều của mình ở bên Cali này, mình thấy nó vô vọng. Thế là càng ngày nó càng bế tắc, mà bây giờ mỗi lần mình nói về nó mắc cỡ đó. Nên là chẳng hạn như ngày hôm qua anh ở trên ông ngửa vòng trái đất đó, cái ông gì đó là cái ông là con người nó có ăn khoa học đó, chứ không phải không, ông có khoe, mình chẳng biết ông ăn học thế nào, một ông là người quan khoa học đó. Mà anh thấy là cái cách cư xử, cái cách suy nghĩ, những cái lời nói của ông thấy nó xứng đáng không? Đâu có cái gì đâu, đâu có mẹ đâu, nó rất là hạ cấp. Mà tại vì nó cái đầu óc của họ đó, họ bị đóng khung ở trong cái những đó cái rồi. Tư tưởng thù hận vớ vẩn của những chú bác của ông gieo truyền như vậy. Tôi cả quyết mạnh là không có một cái ông nào mà khi đi ra khỏi Việt Nam mà đến đây mà nói là mình sẽ tụ họp lại đây rồi mình đòi mình sẽ phải thù hận Việt Nam đến cái mức độ như vậy. Anh, cái sự thù hận, cái sự ghen ghét như vậy là người ta phải nuôi dưỡng anh ạ. Nó phải có cái nhân rồi nó nuôi dưỡng lên. Anh em mình ở đây đã nuôi dưỡng sự thù hận phi lý vô lỗi với Việt Nam, mà cái điều đó nó chỉ xảy ra ở trong cái cộng đồng của người Việt Nam mình thôi. Tôi như này, tôi chưa có nhìn thấy mà ông Mễ, ông Mỹ hay là ông người Campuchia hay là người Lào mà họ nói chuyện về cái cố quốc của họ như mấy ông Việt Nam. Rất là khó để mà tìm thấy những điều đó. Mà người Việt Nam của mình, người Việt Kiều mình ở đây, mình không phải là thằng đầu tiên đến đây, mình cũng không phải là người duy nhất nhập cư qua đây, mình cũng phải là người cuối cùng, nhưng là một cái thằng duy nhất, đại khái là tối thiểu ra là trên báo đài xã hội, mỗi lần mở miệng ra là mỗi lần nguyền rủa Việt Nam, cái cố quốc của nó. Mỗi lần mở miệng ra, tôi cả quyết với anh, mỗi lần anh lên báo lên đài, hay là anh dở một tờ báo, là bao giờ anh cũng nhìn thấy vô số những lời nguyền rủa cái nơi họ đi đến. Đó là một cái điều mà nó với tôi thì tôi chỉ có thể nói tôi đồng ý với anh hoàn toàn. Đó là một cái bản chất mà rất ư là xấu đối với một người mà Việt Nam sống định cư ở Mỹ, nó thẳng lên như vậy. Tôi đồng ý với anh hoàn toàn đó, và hầu như tất cả báo đài của Mỹ là vậy cả. Không bao giờ họ nói tốt về Việt Nam. Tôi không cần phải nói tốt, không cần phải nói tốt, nhưng mà phải nói cho nó thật, họ lại không thật. Cái gì có giống như một cái hình tượng giống ngày hôm qua, cái anh cha Hùng gì đó, không biết, nhưng mà tên là Hùng gì đó, ở trên cái nửa vòng trái đất TV, họ nghe Phong mới nói, hoặc là cháu Tuấn nó nói, thì ông ấy ngồi cười khinh khỉnh, và có vẻ mỉa mai, hay là châm chọc, nói chung là họ, nói chung là trong cái đầu của họ, họ không bao giờ nghĩ là Việt Nam làm được cái điều đó, và cái cho rằng là, thì mình cũng không trách họ, thì mọi người thôi kể đi, chứ mình làm sao mãi được, chứ có cái tình cảm mà, đúng rồi, cái tình cảm mình không có nói được anh. Đúng rồi. Cái tình cảm. Đúng rồi. Anh ở anh chơi, anh ơi, anh xuống, tôi đưa anh okay. xuống rồi. Ok, anh ngồi đứng đó nha, hồi để lên okay. lại nha, đứng okay. hồi lên lại nha, rồi. Mình kiếm cái cà phê mình uống, ok. Rồi, ok.